quý vị, là trường đại học đào tạo có uy tín, đặc biệt là tập trung phát triển cho ngành công nghệ thông tin. Nhiều sinh viên của trường đại học Phan Lan đã chứng minh sự tài năng của mình khi thiết kế và cho ra đời rất nhiều ứng dụng thông minh. Và trong đó có ứng dụng Văn Lan Go, là một ứng dụng tạo ra để phục vụ cho hàng chục ngàn sinh viên của trường đại học Phan Lan. Ứng dụng này đã xuất sắc giành được giải ba của cuộc thi Khởi nghiệp ra khơi năm 2022. Ý tưởng được xuất phát từ nhu cầu cần thiết của sinh viên Văn Lan là có bữa ăn ngon và tiện lợi. Trong khu phức hợp giáo dục Văn Lan, nhóm Văn Lan Go đã cho ra đời dự án ứng dụng thông minh mua hàng Văn Lan Go. Ứng dụng của nhóm Văn Lan Go sẽ cung cấp thông tin về các món ăn cũng như các bình luận để giúp sinh viên có nhiều lựa chọn phù hợp hơn cho bữa ăn của mình. Đồng thời, ứng dụng sẽ tạo thêm công việc shipper cho sinh viên trong thời gian rảnh. Văn Lan Go là ứng dụng cho phép quản lý các quán ăn, kiosk, cửa hàng xung quanh trường đại học Văn Lan. Người quản trị cho phép các quán ăn đăng thông tin hình ảnh món ăn lên ứng dụng. Người dùng sẽ truy cập ứng dụng để đặt món ăn trên ứng dụng. Khi đặt món ăn thì cung cấp số điện thoại và địa điểm giao hàng. Quán ăn sẽ gọi điện thoại xác nhận, sau đó sẽ giao hàng. Sau khi nhận được đơn hàng, người dùng có thể đánh giá quán ăn cũng như để lại bình luận về quán. Với ý tưởng phục vụ cộng đồng và tính khả quan của dự án, nhóm Văn Lan Go đã giành được giải ba của cuộc thi khởi nghiệp ra khơi 2022. Tại cái tòa F của Văn Lan thì nó có 12 tầng và có khoảng cả 2.000 sinh viên tan ca. Thì tụi em nghĩ là nên có một cái sản phẩm, một cái ứng dụng giúp giao hàng tận phòng cho cả thầy cô cũng như các bạn. Thứ hai là tạo thêm được một cái công việc làm thêm cho sinh viên, đó chính là giao hàng. Đây cũng như là một cái đồ án tốt nghiệp và cũng như là team em muốn để lại một cái kỷ niệm với trường và giúp ích được cho những cái bạn sinh viên. Bên cạnh dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp ra khơi 2022, sinh viên ngành công nghệ thông tin và kỹ thuật phần mềm của trường đại học Văn Lan còn thường xuyên tham gia vào các dự án xây dựng website, hỗ trợ công tác vận hành của nhà trường. Việc tham gia vào những việc làm đặc trưng cho chuyên ngành học của mình vừa giúp cho sinh viên khối ngành công nghệ kỹ thuật Văn Lan có cơ hội cọ sát, tăng khả năng có việc làm sau khi ra trường. Hầu hết sinh viên khối ngành công nghệ kỹ thuật Văn Lan đều có việc làm ổn định và lương cao ngay sau khi tốt nghiệp.